là mời hướng cái người ăn của chị Mạnh Thương Quân Hải Danh. Tiếp tục chương trình thả cá là chúng ta mỗi một tháng về thả hai lần để hồi hướng cho chị Mạnh Thương Quân Hải Danh đó. Thì hôm nay tiếp tục thả chương trình thả cá nữa, tức là cái này cũng thả như cái clip trước. Thì kính thưa quý vị, thì trước khi thả thì chú cũng nguyện xin hồi hướng con nước này cho người chị Mạnh Thương Quân Hải Danh á, gia đình luôn được mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc. Và xin nguyện hồi hướng cho những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp trong gia đình đã vô tình cố ý, vô tình hay là cố ý đã sát hại. Nguyện hồi hướng con nước này quá giải tất cả những nghiệp lực. Và xin hồi hướng con nước này cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong 10 phương pháp giới nương theo con nước thả cá này luôn được an ổn, luôn được mạnh lành. Và nguyện tất cả chúng sanh này khi trở về với thế giới tự do được an ổn, và khi bỏ thân xuất sanh đầu thai lên được làm người, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật thì không gọi vào địa ngục, mà quy Pháp thì không gọi vào ngạ quỷ, mà quy Tăng thì không gọi vào chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh này là mình Phật đạo, là môi đạo Phật. Và mời chúng ta cùng thả cá nha. Chương trình thả cá đến đây đã xong. Cảm ơn mọi người đã coi chương trình. Xin chào các bạn.